Hello cả nhà ơi, Tina Channel xin kính chào cả nhà mình nghe. Một ngày mới, Tina Channel xin chúc cả nhà mình được luôn luôn sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, bình yên vô sự nghe cả nhà. Cho dịch đồ nó biến ra khỏi thế giới này nhanh nha cả nhà. Chúc cho cả nhà luôn luôn được sức khỏe dồi dào. Tina nghe bên Việt Nam dịch thì cũng buồn quá, Tina chỉ cầu nguyện cho tất cả được thành hành thông nha cả nhà, được mau mắn khỏe mạnh tất cả thế giới nha cả nhà. Hello my lovely friends, Tina Channel welcome you and wish you the happiness and the healthiness to you and to your family. Your job it will be successful, very very nice and always big smile my friends, happy. Cả nhà ơi, hôm nay Tina xin mời cả nhà là Tina. Hôm nay Tina cũng không có nấu nữa, Tina cũng bận quá. Mẹ Tina cũng mới xuất viện về cho nên là Tina cũng không có thời giờ để nấu. Cho nên là Tina với chị Tina đi chợ mua đồ ăn về ăn đây thì Tina quay mời cả nhà nha. Chung vui với Tina nha cả nhà. Đây thì Tina có làm một dĩa gỏi, đây là chính Tina làm. Là dĩa gỏi xoài với lại thịt gà. Tina chỉ làm sơ vậy để ăn cho nó có chất này chất nọ vậy đó chứ bận quá cả nhà ơi. Thì đây là xoài nè, thịt gà nè, với lại các rau nè, với lại đậu phộng nè cả nhà. Đó, rồi còn đây thì chén nước mắm Tina đâm xong rồi nè, ớt, tỏi, đường, chanh, nước mắm. Thì đây còn dĩa rau sống nha cả nhà. Rồi đây thì thịt heo quay nha cả nhà. Còn đây thì gà hấp hành cả nhà ơi. Còn đây là vịt quay cả nhà ơi. Đó thì Tina không muốn ăn một mình, yêu thương cả nhà và cùng bỏ lên video để share cả nhà mình và mời cả nhà mình cùng chung vui với Tina nha cả nhà. Lúc nào Tina cũng yêu thương cả nhà hết và luôn luôn chúc cho cả nhà mình và đất nước mình và tất cả đất nước thế giới trên trái đất này luôn luôn được bình an vô sự. Đó là một điều Tina ước mơ hàng đêm hàng ngày nha cả nhà. Yêu thương, tình thương, mến thương nha cả nhà. Lúc nào cũng yêu thương hết. Hello my lovely friends. Today I just want to invite you to enjoy with me. My mom just came from the hospital and I had been busy again. Always busy and busy. So me and my sister went out and bought a roast duck, steamed chickens. They're so fresh and yummy and delicious, my friends. Roast pig, healthy green vegetable, the sauce I mix, and the salad, mango salad I make. This is I make, so it's you know, I have mango at home and I just you know, take it out and make a dish salad. So I have mango and I mix with chickens and I mix with green vegetable and peanuts. So I don't want to eat by myself and quietly. So I love you, my friends, and I want to share with you what I have today and upload my video to share with you. I always love you and wish you the happiness and the healthiness. Okay, my friend, let's enjoy it now, okay? Cả nhà ơi, Tina xin mời cả nhà cùng dùng với Tina nha. Hôm nay đây Tina đây, Tina xin chào cả nhà nha. And hôm bữa nay thì cũng thời gian cũng bận quá tại vì mẹ Tina cũng mới sắp mẹ Tina mới xuất viện về nhà cho nên là chị em Tina cũng bận rộn quá cho nên cũng không có nấu ăn gì hết cho nên là hôm nay Tina với chị Tina chạy ra chợ mua heo quay, vịt quay and gà hấp hành. Với lại Tina có làm một dĩa gỏi xoài với gà với lại rau sống, đậu phộng với lại chấm nước mắm. Thì Tina cũng xin mời cả nhà nha. My friends, so my mom just came from home from the hospital, you know, so we are still busy, so I didn't cook. So I just went out and got some food already cooked, so roast duck, steamed chickens, and roast pig. And
mango salad I just made. So enjoy with me, my friends. Cả nhà ơi, Tina xin mời cả nhà nha. Bây giờ Tina xin mời cả nhà ăn gỏi gỏi với Tina nha. Đây, my friend enjoy with me. Rồi mời cả nhà ơi, cả nhà nha. Tina xin mời cả nhà. My friend enjoy with me. Ngon quá cả nhà ơi. My friend, it tastes so good. Thịt heo quay cả nhà ơi. Roast pig, my friend. Steam chicken gà luộc cả nhà ơi. Dịch quay nha cả nhà. Roast duck, my friends. Roast duck. Chị Phụng ăn chị Phụng ơi. Eat. I call my sister eat with me. Này cả nhà nha. Yeah. Các bạn ơi ngon quá. Thì nào phải ăn gà. Gà ngon cả nhà ơi. Ngon không? My friends is good. Steamed chicken. I like steamed chicken. Ngon.
một miếng gà nữa nha cả nhà. My friend, one more chicken. One more các bạn ơi, one more, ngon quá. Trộn nước chiếc đen nè. Ngon quá các bạn ơi, ngon quá. Hai chị em thì na quậy quá thế nhờ. Look, my friend, look me and my sister. So wow. Ngon quá cả nhà ơi. Phe cả nhà nữa nè. Nhiều lắm đó. Cả nhà ơi, còn nữa cả nhà ơi, còn đồ ăn nữa cả nhà ơi. Ôi nhiễu nhão rồi. Đây cả nhà ơi, còn nữa nè cả nhà ơi. Nhiều quá đi. Mời cả nhà luôn nha. My friend still here. Box here. One more box. Đây cả nhà ơi. My friend still here. Lot of box here. There you go. Nhiều quá che hết rồi. Biết cùng nhiều quá ngọt. Gà ngon. Ngon. Gà chỗ này làm rất là ngon cả nhà ơi. Chú này làm ngon lắm cả nhà ơi. My friend, the steamed chicken, well, I guess is so good. This guy, he steamed very very good chicken. Cả nhà ơi, thôi một lần nữa Tina xin phe bao nhiêu đây nha. Và thương yêu cả nhà mình rất nhiều. Xin chúc cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng nha. Cười tươi. Cười theo nha, người quay, Tina xin hẹn cả nhà video kế tiếp. My friends, dear my lovely friend, thank you so much for support. And I always love you. And I share you this video. I will see you next video. Thanks again. Bye. Bye cả nhà ơi, chào cả nhà.